Bây giờ hả? Bây giờ chơi trước đi. Come on đi. Con muốn hỏi người ta, where do you make kites? Go ask the man with the hat. Can I excuse me? Con nói đi, excuse me? Thank you. Không, khai mang vô. We're gonna make a kite so we can fly it. Được, con không có nhiều thời gian, ba phải đi về. If we get the plants, we'll plant the pretty. We can get a house with that for pie. Kite, con chó bự quá kìa. That's fly what? Con phải cái liều. Liều what? Liều is kite.